Thưa sư, làm sao để bồi dưỡng tính tâm nhiệt thành với Tam Bảo khi hiện tại tâm ta đang dần mất sự tính tâm vốn có với Tam Bảo? Muốn có niềm tin, đầu tiên mình phải hiểu Phật trước. Càng hiểu Phật thì càng kính Phật. Mà nếu như chúng ta không có hiểu Phật dạy cái gì thì cái niềm tin của chúng ta là cái niềm tin lục bình, không có gốc rễ, tức là nó trôi dạt theo chỗ này chỗ kia, rồi đến khi mà người ta nói xấu về Phật, nói xấu về đạo Phật, hoặc là khi chúng ta thấy những cái cảnh chướng tai gai mắt trong cái chốn thiền môn đấy, thì chúng ta sẽ rất dễ mất niềm tin, bởi vì chúng ta không có nền tảng giáo lý. Cho nên cái việc đầu tiên mà sư khuyên quý vị là phải có nền tảng giáo lý. Sư thấy một số người họ rất là giàu có, họ là những tay đại gia thí chủ, nhưng mà cái nền tảng giáo lý của họ rất là có vấn đề. Bởi vì nếu như mà họ có giáo lý đó, họ có nền tảng giáo lý đó, thì cái cách cư xử của họ không phải như vậy. Cho nên là cái cách của họ, họ không có niềm tin nơi Tam Bảo. Chính xác mà nói là không có niềm tin mấy ông sư. Có lẽ là họ còn kính Phật ấy. Nhưng mà cái sự kính Phật của họ là do vấn đề tâm linh. Bởi vì có thể là họ có cảm tình với Phật hơn là có cảm tình với Chúa chẳng hạn. Mà cái niềm tin của họ thì sư e là nó không có gốc rễ, tại vì sư không thấy cái những cái đặc điểm nào của một người có kiến thức giáo lý. Cho nên muốn có niềm tin thì đầu tiên chúng ta phải có kiến thức giáo lý. Để chi? Để cho niềm tin của chúng ta có gốc rễ để mảnh nương vào. Và khi chúng ta có kiến thức giáo lý như vậy đó, chúng ta có nhiều cái để mà chúng ta phát triển đức tin, không quý vị? Có nhiều cái. Đầu tiên chúng ta có thể làm các việc công đức. Quý vị có thể hỏi, ủa làm công đức thì dính dáng gì tới giáo lý? Khi quý vị làm các việc công đức, quý vị mới càng tin vào nhân quả. Chỉ cần quý vị tin nhân quả thôi là tự nhiên là quý vị kính Phật à. Quý vị có niềm tin ở Tam Bảo, tại vì Phật nó không có sai. Khi chúng ta làm các điều công đức, tự nhiên chúng ta thấy nhân quả vận hành một cách là rất là rõ ràng. Làm cái trồng dưa được dưa mà trồng đậu được đậu đấy, cái kiểu người sống như thế nào thì họ sẽ được cái phước như thế đó, hoặc là họ sẽ bị cái tội như thế đó, mình sẽ thấy rất là rõ. Cho nên làm các việc thiện nó cũng sẽ giúp tăng trưởng niềm tin để đảm bảo, bởi vì chúng ta thấy được nhân quả. Một điều nữa đó là chúng ta hãy giữ giới. Khi chúng ta giữ giới được thì chúng ta sẽ thấy được nhân quả của việc giữ giới, và khi đó chúng ta cũng sẽ có niềm tin để Tam Bảo. Cho nên là một người có kiến thức giáo lý, họ có rất nhiều cách để mà họ tăng trưởng niềm tin, hoặc là họ tìm hiểu về kinh tạng, rồi họ suy tư về những cái ân đức của Phật, suy tư về những cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Xin thưa, cái người không có niềm tin đến Đức Phật là cái người không có đọc kinh để mà biết Phật dạy cái gì. Bởi vì khi mà một người nào đó nói cái chuyện có lý, khi mà người ta nói đúng, nói cái chuyện có lý là tự nhiên mình tin, mình sẽ có niềm tin nơi người ta. Ví dụ như dạo gần đây thì có một người họ đặc biệt là họ nổi trội bằng cái việc là họ chửi người khác và nói những cái lời nói rất là thô lỗ, rất là cọc cằn. Nhưng mà tại sao người ta tin? Tại vì họ nói thật và họ nói có lý, chứ không phải là họ phỉ báng, họ xuyên tạc. Đây, người đời một con người mà đầy rẫy tham sân si, một người còn đầy rẫy ô nhiễm mà họ còn làm được chuyện đó, huống chi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là một vị thánh nhân, những lời ngài nói luôn luôn là chân lý, những lời ngài nói luôn luôn là hợp lý. Cho nên chỉ cần chúng ta mở kinh tạng ra, chúng ta đọc thôi, chúng ta sẽ thấy là Phật nói cái gì cũng đúng hết trơn. Phật nói đúng, đúng quả thật là như vậy. Và những cái lời nói đó chúng ta áp dụng được vào trong cuộc sống, và chúng ta có thể cải thiện được cuộc sống, là tự nhiên chúng ta sẽ có niềm tin nơi Đức Phật.
có niềm tin nơi Tam Bảo. Đấy. Cho nên quanh đi quẩn lại thì nên học giáo lý, nên học giáo lý, bởi vì phải học giáo lý thì chúng ta mới có nhiều cách để chúng ta lấy lại hoặc là chúng ta phát triển cái niềm tin nơi Tam Bảo. Còn đối với một số người á, mà thiếu niềm tin nơi những cái vị tu sĩ, bởi vì khi mà thấy đi vào những cái chùa chiền hoặc thiền viện mà thấy đầy những hoa thơm cỏ lạ, mà hoa thơm thì hiếm mà cỏ lạ thì nhiều, thì xin thưa như thế này, mía sâu có đốt mà nhà dục có nơi. Gần đây thì một số những cái bệnh viện nổi tiếng ở miền Bắc, nó có những cái vấn đề mà đưa ra, ví dụ như là nâng khống giá hoặc là thuốc giả chẳng hạn đấy. Rồi một số con người đó thì nhập thuốc mà nhập giả, rồi những con người bác sĩ vô lương tâm đầy rẫy trên các phương tiện truyền thông. Nhưng mà nó không phải là lý do để chúng ta từ chối cái nền y học, chúng ta từ chối cái chuyện chúng ta không bao giờ đến bệnh viện nữa, và thậm chí cái bệnh viện được nêu tên trên báo đó chúng ta từ chối, chúng ta không bao giờ đến bệnh viện đó nữa, đó là một cái sai lầm. Ai sai thì có pháp luật trừng trị người đó, chứ chúng ta không thể nào qua đủ cả. Rốt cuộc người thiệt thòi vẫn là mình. Cũng như vậy, một số vị đắc y mà làm những cái điều chúng ta thấy là kỳ khôi, làm những điều chúng ta thấy là bất xứng, làm những điều chúng ta thấy là mất niềm tin, thì nên nhớ rằng đó là những cá nhân, đó là những cá nhân, và những cá nhân đó không đại diện cho Tam Bảo. Chúng ta có thể mất niềm tin nơi cá nhân một con người, nhưng đừng mất niềm tin nơi Tam Bảo, bởi vì không có người này thì còn có người kia, ngoài kia vẫn còn có những vị tha thiết tu hành, ngoài kia vẫn còn có những vị tha thiết trong cái việc là đem lại lợi ích cho tha nhân. Đấy. Cho nên ấy, mía sâu có đốt, nhà dục có nơi, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi có người tu giỏi cũng có người tu chưa giỏi. Không có nên vì một số con người mà mình mất hoàn toàn niềm tin nơi Tam Bảo. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là nên nhớ rằng mây tầng nào thì sẽ chơi với mây tầng đó, nồi nào thì ấp vung đó, ta gọi là cá mè thì một lứa. Chúng ta sống như thế nào, chúng ta tu như thế nào, chúng ta tạo các cái điều công đức như thế nào, chúng ta sống cái kiểu gì mà chúng ta không tiếp xúc được với những con người tu hành chân chánh thì đó là lỗi của mình. Anh tu làm sao, anh sống làm sao mà anh chỉ toàn gặp những con người tầm bậy thôi, thì có phải là mình cũng gần gần với họ, mình mới tiếp xúc với họ. Quý vị thấy, những người đại gia thì họ chơi chung với đại gia, những người tỷ phú chơi chung với tỷ phú, những người ăn xin họ chơi chung với ăn xin. Sư không có ý là sư phân biệt đối xử, nhưng mà rõ ràng là mây tầng nào chơi với mây tầng đó. Những người câu cá thì họ sẽ chơi với những cái hội câu cá. Những người chơi bắn chơi bia họ sẽ có những cái hội chơi bia. Những người uống rượu sẽ có những cái hội uống rượu, và những người đi làm từ thiện sẽ có những cái hội làm từ thiện. Thì nếu như mà chúng ta không thể tìm thấy được một cái vị nào chúng ta coi là chân tu thì vấn đề là do mình. Vấn đề là do mình. Sư thấy có nhiều vị đại gia thí chủ, do họ là đại gia thí chủ, đất họ bạc ngàn, tiền họ bạc tỷ, họ đi xe sang, họ sẵn sàng họ cúng dường một chùa vài tỷ, chuyện đó bình thường, họ không hề nháy mắt. Nhưng mà đối tượng họ gặp là ai? Trụ trì. Trụ trì mà phải trụ trì lớn nha, trụ trì nhỏ không tính nha, trụ trì lớn ấy. Hoặc là những cái vị đại lão hòa thượng họ mới gặp, bởi vì họ cho rằng những con người đó mới xứng với họ. Và khi mà họ gặp những cái vị mà lớn như vậy đó, thì họ không có thèm chở gặp mấy ông sư mà nhỏ nhỏ mới xuất gia, hoặc mấy ông sa di, hoặc là những cái vị mà vào trong rừng trong rú, rồi những cái vị mà chùa nghèo
họ đâu có thèm để ý, mà họ không biết là có những nơi ngọc nó vùi trong cát mà anh phải chui vào trong đó, tay chân anh phải lấm bùn để anh mở ra, anh mới tìm được cái viên ngọc, anh mới đem lên trên đầu anh thờ. Có những con người mà anh muốn tiếp xúc với họ, anh phải hạ mình xuống. Cây lúa mà nó chịu nặng thì nó phải cong xuống, còn cái lúa mà nó thẳng lên là cây lúa chưa có chín. Có đôi khi mình phải hạ mình xuống, mình phải bỏ cái tôi của mình đi, phải bỏ cái sự ngã mạn của mình đi. Đừng có tìm những con người cao xa, tìm xuống những con người thấp. Mình sẽ thấy là có những con người họ không màng danh lợi, mà chính bởi vì họ không màng danh lợi cho nên cái thứ mà mình tự hào là cái danh lợi mình tự hào không dính dáng tới người ta. Tại sao có những vị tu sĩ vị đó không có màng danh lợi, coi như là sạch trơn, sạch trơn, mà mình không có duyên với họ? Chỉ bởi vì mình là cái thứ coi trọng danh lợi thì làm sao mình có duyên với những người không màng danh lợi được. Thế cho nên cẩn thận cái kiểu mình sống như thế nào, mình sẽ tiếp xúc với những con người như thế đó. Cho nên muốn có niềm tin thì phải xem cái vấn đề mình ở đâu nữa.